Xin chào các bạn, nay mình vẽ tặng fan Luffy nha các bạn. Đây là vẽ theo ý tưởng của fan nha các bạn. Mình kết hợp màu Market Too Good với bút chì Daily nha các bạn. Bút Light 8K, giấy bì Color A4 1K 1000 một tờ. Phong cách này là nó theo ý tưởng của fan, là một nửa dạng Luffy trong ốm nhưng mà sẽ biến hình tóc giống như ngọn lửa, còn người thì giống như có hoa văn lửa lên màu than ánh màu tím nha các bạn. Mặc áo choàng hải tặc trông rất là ngầu. Giờ các bạn theo dõi video nhé, nếu thấy hay thì like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.